Hello mọi người, rất vui đã gặp lại mọi người trong một cái video mới, hoàn toàn theo một cái nội dung mới. Thì đây là một cái video anh làm về tác dụng của các loại đá phong thủy đối với người đeo. Thì như đã nói ở một số video trước, thì trang sức phong thủy đem lại cái sự tương trợ về mệnh, tương trợ về nạp âm ngũ hành cho bản thân của người đeo, và đem lại sự may mắn, đem lại tài lộc, cũng như là đem lại cái sự bình an cho mọi người. Như thí dụ như là đá mắt hổ đi, thì là một loại đá đó mà theo văn hóa phương Đông á, là mang đến may mắn thịnh vượng, tượng trưng cho tiền tài trong phong thủy ha. Mà trong văn hóa Ấn Độ á, ở một số vùng và dân tộc của Nam Á gần Ấn Độ đó, thì đá mắt hổ còn có nghĩa là sự bảo vệ. Người dân ở đây thường mang theo nó trong các chuyến công tác hoặc là du lịch đi xa, đi đến những nơi nguy hiểm như ở biển cả. Nó thì cũng như là thạch anh, đem lại cho chúng ta cái sự mà gọi là may mắn ha, tương sinh trong cái bản mệnh của chúng ta. Còn mà cái đá mắt hổ đó, nó còn có cái ý nghĩa là cần cái sự tập trung năng lượng của cái đá mắt hổ tác động đến hệ thần kinh, làm cho con người mà tăng cái cảm giác tự tin, sẵn sàng trong mọi hoạt động, nhằm mà coi như là đạt được mục đích cá nhân, tăng tính thực tế, giúp đầu óc minh mẫn hơn trong các vấn đề. Thì như vậy là đó là thí dụ như đá mắt hổ thôi, chứ còn các loại đá khác nó lại cũng có một cái tính gọi là đá nào cũng vậy, nhưng mà là đá thiên nhiên. Thì dù là ruby nè, hay là apatit ha, rồi mắt hổ màu vàng, hoặc là thậm chí là aquamarin, hoặc là thạch anh tóc vàng, thạch anh tóc xanh, tất cả các loại đá. Thì nếu mà đá thiên nhiên thì nó có một cái đặc thù nhất định, đó là hấp thu. Thí dụ giống như là chúng ta đưa đá này mà chúng ta đưa vào chỗ nóng đi, thì nó sẽ hấp thu cái nóng, và đưa ra lạnh thì nó sẽ hấp thu cái lạnh. Thì như vậy nó là thu hút mà. Thì nó tại sao thu hút? Thì thí dụ giống như mà chúng ta đi gần ở cái sự nguy hiểm, thì nó sẽ thu hút cái sự nguy hiểm vào trong này chúng ta, bảo vệ bổn mệnh của chúng ta. Và thí dụ như đi đến cái chỗ mà cần tiền tài, thì nó sẽ thu hút tài lộc, làm cho con người của chúng ta thịnh vượng, có tiền tài. Cho nên là đeo vật phong thủy mà phù hợp bản mệnh là một cái điều mà rất tuyệt vời. Thí dụ giống như là những người mà tuổi Nhâm Tuất đi, Nhâm Tuất nam mạng hay nữ mạng năm nay là những cái người mà xui nhất trong 60 con giáp. Thì nếu như mà họ đeo cái này thì họ chiêu, không phải là chiêu cảm cái sự ấy, nhưng mà là họ nó cái đá mà hợp mệnh của họ. Thí dụ như người Nhâm Tuất thì đeo amaranth được đi, thì nó sẽ thu hút cái xấu vào cái amaranth, không có tác động lên bản thân mình, không có quá xấu ha. Năm nay năng lượng xấu đó được tập trung vào cái người đó. Cũng như là thí dụ như những người tuổi khác đeo để mình cảm thấy như đã nói, cái tác dụng của loại đá thì nó đem lại cái sự tập trung, đem lại cái năng lượng cho bản thân mình. Và khi mình có năng lượng tốt thì mình sẽ tạo ra được những cái mà điều mình mong muốn, cái tinh thần mình cũng thoải mái. Ai không dám nói chứ, anh nói nè, nếu như mà các bạn đeo một cái vòng đá mà hợp bản mệnh của mình, thì các bạn cảm thấy sẽ dễ dàng ngủ hơn ha, cảm thấy an tâm hơn, tinh thần sảng khoái hơn. Mà tinh thần sảng khoái thì dễ sinh ra tài lộc, mà mình có quyết định nó sẽ ok hơn. Chứ không phải như là những cái mà gọi là đá thì hiện tại ở trên thị trường rất là nhiều loại đá ha. Nhưng mà nên nhớ là đá là phải là đá thiên nhiên, chứ không phải là đá xử lý ha. Tại vì miễn sao đơn giản thôi mà, đá nếu như mà một viên đá mà ở này thì nó ở dưới đất cầu cả ngàn năm, thì nó được hấp thu linh khí của trời đất, cho nên nó có cái linh khí. Còn ba cái đá kia thì đá mà bột đá thì đem nấu lên xong đổ vô sản xuất ra thành một cái tượng, thì làm gì mà có linh khí ha, để mà tương trợ cho chúng ta. Anh thì không phải là một nhà kinh doanh giỏi, nhưng mà với những cái gì của anh thì anh đưa ra, thì anh sẽ phải coi nó
cái chất lượng, cái bổ trợ cho mọi người là chính yếu. À, chứ còn mà bây giờ có thể là một anh bán có thể là mắc hơn, rẻ hơn, đôi khi đó là tùy vào cái đợt đá mà anh nhập được và cái mắc rẻ, hoặc là để anh cho các bạn ở dưới xưởng đục để mà đến tay mọi người. Nhưng mà thứ hai nữa là những cái vật phẩm của anh mua thì anh phải để trên bàn thờ, trì chú niệm Phật ha, tăng thêm cái tính mà gọi là tâm linh của cái đá, tương hợp với mệnh mình. Thí dụ như bạn nào đó mà muốn mua một cái sản phẩm từ anh đi, mua một cái dòng từ anh, thì bạn đó phải gửi tên, tuổi, ngày, tháng, năm sinh đến, anh gửi mẫu vòng ok ha, sau đó thì gửi cho anh, anh mới đầu mới dán cái tên người đó vô, anh để lên bàn thờ, sau đó anh để lên bàn thờ, anh trì chú vài ngày sau anh mới gửi cho mọi người. Thì cái tâm linh tương thông của phần đá đó giống như là một cái phép làm ăn, một cái vật để bảo vệ bản mệnh của mình trong những cái tháng ngày mà nó không có được suôn sẻ, thì để thu hút được cái điểm xấu đi vào cái này, còn phát huy được cái thu hút tiền tài đến gần mình hơn ha. Trên đây là những cái chia sẻ đơn giản của anh về cách sử dụng đá. Còn người mà thí dụ như sử dụng đá mà bản mệnh như thế nào á, thì anh sẽ có tự có cách luận giải riêng. Mọi người thì sau một số mà anh cảm thấy là mọi người hay hỏi anh á, ủa người mệnh mộc mà tại sao là phải đeo thủy, phải đeo hỏa? Tại vì là anh luận như thế này, riêng anh thì anh luận là luận về phong thủy của một cái con người á, thì không có phải là dựa trên cái mệnh. Thí dụ như anh mệnh mệnh hỏa, nhưng mà âm của anh, hành của anh là mộc, thì mộc sinh hỏa thì anh đeo mộc luôn là vừa tốt tương hợp cho nạp âm ngũ hành, tức là công việc làm ăn, và tốt luôn tương sinh cho bản mệnh, tức là hỏa. Nhưng mà có một số người là nạp âm ngũ hành lại là thủy nhưng mệnh là thổ, hoặc là mệnh là thủy nhưng mà nạp âm ngũ hành là thổ, thì bây giờ làm sao? Thì anh sẽ tính lại là anh sẽ dùng kim, thổ sinh kim, tức là nạp âm ngũ hành sinh kim, thổ sinh kim và kim sinh thủy, mình sinh xuất ở nạp âm ngũ hành, mình làm một cầu nối giữa hai cái đó. Rồi cũng có người là nạp âm ngũ hành là thủy nhưng bản mệnh là thủy và nạp âm ngũ hành là hỏa, thì anh không có cho người đó sử dụng thủy, thì thủy nó khắc nạp âm ngũ hành mà tốt cho bản mệnh lại khắc cho công việc làm ăn thì không được. Cho nên là anh sẽ sử dụng là mộc, tức là thủy sinh mộc, là bản mệnh mình sinh ra mộc, chịu sinh xuất bản mệnh một chút xíu, lấy mộc sinh xuất, sinh ra cái nạp âm ngũ hành để công việc nó tốt hơn. Tại vì sao? Chúng ta đi làm là phải, chúng ta phải bỏ sức ra mà, thì sinh xuất bản mệnh một tí xíu, sau đó để tốt cho cái việc làm ăn thì nó cũng ok. Và thứ hai nữa là có những người là họ, anh hay hỏi ngày tháng năm sinh để làm gì, tại vì anh phải tính thêm là họ thủy, mà họ là bao nhiêu thủy. Thủy mà thủy toàn phần hết, đầu thủy, đích thủy, tháng thủy, mệnh thủy luôn, thì sinh xuất bản mệnh là chuyện rất bình thường. Chứ đừng có nghĩ là mình mệnh thủy rồi lại chơi kim sinh thủy là tốt, thôi đeo trắng xám ghi vào là tốt. Không phải như vậy. Tại vì mình phải coi mình bao nhiêu thủy, nạp âm ngũ hành của mình thủy đến cỡ nào thì mới được. Trên đây là một số chia sẻ của anh đơn giản để mọi người hiểu rằng cái vật phong thủy đeo bên mình của mình nó cũng phải tính toán rất là nhiều điều, chứ không phải đơn giản là tôi mệnh mộc tôi ra mua thủy, thủy sinh mộc là tốt ha, tôi mệnh hỏa tôi ra tôi đeo mộc là tốt. Không phải như vậy ha. Cho nên là mọi người có nhiều lúc đó là thấy đeo vô thì nó không ok lắm ha, thấy chuyện này chuyện kia xảy ra, những cái điều nó không tốt nó xảy đến với mình, thì đó không phải là tại vật phong thủy không có tương tác với mình, mà là mọi người luận phong thủy chưa đúng để bản mệnh của mình để đeo vào. Như bản thân anh đúng không, anh là người mệnh hỏa, nạp âm ngũ hành mộc, nhưng mà anh là đeo hỏa nè, là anh là con cả đeo mộc nữa. Rồi đây là những cái điều cơ bản nhất về vật phẩm hoặc là trang sức phong thủy dành cho mọi người. Rất vui vì mọi người đã theo dõi. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye.